sản quê hương hôm nay, chúng ta cùng thưởng thức bản nhạc Bức tranh phương Nam sáng tác của nhạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú Bá Quế. Thank you.
trước, chúng tôi đã giới thiệu với quý vị những bản nhạc do nhạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú Bá Quế sáng tác. Nếu như bản nhạc Về Với Anh và bản nhạc Dòng Sông Quê sáng tác cho đàn tứ độc tấu, mang đậm phong cách dân ca và viết theo phong cách truyền thống, thì ở bản nhạc Bức Tranh Phương Nam mà quý vị và các bạn vừa thưởng thức lại viết theo một phong cách mới, hiện đại. Các nhạc cụ dân tộc kết hợp với nhạc cụ phương Tây cùng với tiết tấu hiện đại là những nỗi niềm và cảm xúc mà tác giả muốn gửi gắm vào nội dung bản nhạc. Đó là những hình ảnh cuộc sống của người dân phương Nam ngày càng đi lên. Sau đây là những lời tâm sự của nhạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú Bá Quế. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Tôi có một thời gian học tập tại miền Nam. Khi tôi chưa vào miền Nam thì tôi có đọc Đức Phương Nam của nhà văn Hoàng Giò. Chắc là nếu ai mà đã từng sống trong cái thời kỳ đó thì cũng đều có cảm xúc như tôi. Một phương Nam bí ẩn, một phương Nam đầy hấp dẫn, một phương Nam của những con người mà rất yêu thiên nhiên nhưng cũng rất dũng cảm. Sau này thì tôi được có dịp đi công tác xuống 6 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long thì tôi lại càng yêu nó hơn. Ở đó con người thật là gần gũi với thiên nhiên, họ dễ đồng cảm, sẵn sàng chia sẻ cái cuộc sống và cái hạnh phúc của mình với mọi người. Thế và đồng thời họ cũng rất gan góc. Từ những tình cảm đó sau này thì tôi viết trong cái chùm âm nhạc giới thiệu quảng bá âm nhạc Việt Nam ra nước ngoài, thì tôi cũng viết cái Bức Tranh Phương Nam. Nó dựa trên một cái điệu lý hầu vơ khí giao duyên của Nam Bộ. Tôi viết cái này là tôi muốn tôn vinh toàn bộ tất cả các nhạc khí mà chúng ta cũng biết được là các nhạc khí của Nam Bộ thì đều từ miền Bắc vào. Thế nhưng mà khi vào Nam Bộ thì nó mang một cái chất riêng. Thế thì thông qua các bản nhạc thì tôi cũng muốn giới thiệu các nhạc ngũ cung của vùng đồng bằng Nam Bộ với những nốt nhấn tuyệt vời. Thế và đồng thời là thông qua đó thì tôi cũng muốn giới thiệu cho quý vị thính giả hiểu được cái ngũ cung của Nam Bộ. Đồng thời tôi cũng muốn đưa gửi gắm vào đó những cái âm nhạc đương đại. Vô chẳng hạn như là ban đầu thì các bạn có thể là nghe phối khí theo âm nhạc bản cổ điển, sau đó thì thấy nó hơi light pop một tí, nhưng sau thì nó hoàn toàn là âm nhạc đương đại bây giờ. Tôi làm hẳn cái phần sau là âm nhạc hip hop để phát triển âm nhạc để cho mọi người có thể nghe và hiểu được, và cũng hiểu được cái tính năng nhạc khí của chúng ta vô cùng phong phú, đã có những lúc ta khai thác và có những lúc ta chưa khai thác tới. Vâng, quả là một phong cách mới trong âm nhạc mà nghệ sĩ ưu tú Bá Quế đã sử dụng trong bản nhạc này. Đó là nhạc cụ dân tộc Việt Nam hòa trên nền âm thanh của nhạc cụ phương Tây cùng với giai điệu bài lý giao duyên dân ca Nam Bộ. Phần phát triển được viết theo phong cách mới với tiết tấu nhanh, sôi nổi, làm cho chúng ta cảm nhận được bức tranh của cuộc sống trong thời đại mới nhưng vẫn mang đậm phong cách dân gian Việt Nam. Sau đây chúng ta cùng thưởng thức lại bản nhạc Bức Tranh Phương Nam một lần nữa.
vị và các bạn vừa thưởng thức bản nhạc Bức tranh phương Nam, sáng tác của nhạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú Bá Quế, chuyên mục Cung đàn quê hương do biên tập viên Kim Anh biên soạn. 15 phút dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây kết thúc.